Em xin kính chào toàn thể các bác anh, các quý hàng đang xem video. Vâng, tiếp tục với chương trình giới thiệu xe lân hàng mới về bên em. Thì hôm nay em vừa về một chiếc Lissan 1,5 tấn. Đấy, máy xăng các bác ạ. Chạy bằng nhiên liệu xăng các bác chạy xe máy thường ngày. Đấy, thắp lưng của xe hiện tại đang là 3,5 mét. Đấy, cao hơn mọi xe lân bình thường là 50 phân. Đấy, lưng hạ cơ bản, xe chạy số sàn này, nguyên zin sơn zin nhập Nhật. Đấy, cam kết các bác là nguyên zin từ con ốc đến nước sơn luôn. Đây sẽ quay chi tiết xe giới thiệu cho các bác nhé. Đấy, tầm tiền xe lân rất là hợp lý. Đấy, nhỏ gọn, tiện lợi, tiết kiệm. Đấy, dễ chui rúc. Các bác nào mà làm nhà xưởng dùng nít thì lên tham khảo chiếc như thế này. Rất là rẻ thôi. Đấy, giá tiền trục. Và nó đỡ đi sức đâu ạ. Rất là nhiều luôn. Đấy, đây là một chiếc càng, một đôi càng 90 phân. Khi các bác lấy em sẽ hỗ trợ đổi cho các bác càng 1m1 nguyên bản. Đấy, hoặc là 1m2. Thắp lưng hiện tại đang là, các bác để ý cho em nhé, các bác đi quan sát xe lưng thì để ý cho em nhé. Những cái con như kiểu đây con -11 này bằng mái thì là 3m này, hơn mái như kia. Đấy, ngáp tháp con Sumitomo kia là 4m kìa. Đấy, và cao nữa này là 5m, nó có đặc điểm nhận dạng. Còn chiếc này thì cao hơn mái một chút thôi, chỉ một chút thôi. Đấy, thì là 3,5m. Nó có, sẽ có trên thông số đây. Trang bị thì là 4 quả lốp hơi. Đấy, xe đây trang bị 4 quả lốp hơi, sơn xi các bác cam kết là nguyên zin. Cái phần này rất là đẹp luôn. Xe thì chạy mới có hơn 7.379 giờ. Hơn 7.000 giờ. Kim báo hoạt động tốt. Đó, chạy số sàn này. Đây là nhanh chậm tiến lùi. Đây nhá, ghế nguyên bản của Nissan. Ghế nguyên bản Nissan rất là đẹp luôn. Đấy, sơn nguyên zin. Rồi là gầm bệ nhá. Xe này thì không có oan gì, mối mọt gì đâu. Các bác mua xe của em yên tâm, thoải mái luôn. Đấy, trước khi lấy xe thì bảo dưỡng xe toàn bộ xe cho các bác. Chạy về chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Đây là 1,5 tấn nhá. Đấy, tem xe đăng kiểm đầy đủ. Đây ạ, Z01M 15, 15 là 1,5 tấn. Sản xuất vào tháng 6 năm 1998. Đây nhá, các bác mà muốn nhìn nâng cao hay không, các bác nhìn vào đây. Đấy, đây là cái nguyên bản của xe, 3,5m, lưng cao 1,5 tấn. À, lưng cao 3,5m, tải trọng là 1,5 tấn. Tổng trọng lượng của xe là 2 tấn 560 kg. Đấy, mã đăng kiểm đây. Đây nhá, máy thì nguyên bản Nissan. Đấy, dòng Nissan này là tự sản xuất được máy nên là không phải đi mượn bố thằng nào, là cứ dùng máy của hãng thôi. Nissan này, các bác nhìn máy này, không một vết xước. Nissan này máy xăng thì là có hai loại, một loại máy màu xanh, một loại máy màu đen. Đó, đây là chiếc máy màu đen này, nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, nguyên zin từ con ốc. Đây các bác quan sát này, vẫn là để mốc luôn đấy. Màu thì ốc vẫn là 7 màu hết. Đấy, rồi đây lên cái bộ chế này, lổ cái này lên luôn. Đấy, rất là đẹp. Máy cực kỳ ngon. Các bác quan sát cho em cái con ốc. Đấy, cái chữ Nissan sẽ dập lổ ngay trên máy. Japan, Nhật Bản này, Nissan này. Rồi cánh quạt này là nguyên zin này. Cái quạt màu này màu nguyên zin này. Xe rất là đẹp luôn. Chạy điện 24V, lổ gai lên. Đây, rất là êm. Em sẽ vận hành cho bác xem. 1,5 tấn. Báo giờ này, báo chấm giờ hoạt động này. Hàng rất ngon. Xe thì em chưa có bảo dưỡng gì luôn. Gầm bệ nguyên zin. Đấy, gầm bệ, em quay gầm bệ vào. Để sau lối em sẽ bảo dưỡng lại hết cái bồi mỡ và cái xích này. Đấy, các cái
bảo dưỡng các cái bi rồi là đèn còi gương xi nhan này em làm hết cho các bác luôn. Về các bác chỉ việc đổ xăng và chạy. Đấy. Có một lưu ý cho em là khi các bác mà chưa biết gì về xe lần thì mà các bác mà muốn đổ nhiên liệu ở đâu thì các bác lên hỏi trước. Đây, như bình này là bình nhiên liệu này. Đấy. Em thì gặp bán xe xăng rất là nhiều, gặp rất là nhiều trường hợp các bác là xe xăng ở đây các bác không đổ. Đấy, các bác ra hẳn cây xăng luôn. Đấy, người ta lật cốp lên, người ta đổ hẳn vào, một là người ta đổ vào trong máy này, hai người ta đổ vào rồi thì lực. Đấy. Nên là rất là tốn thời gian và rất là tốn kém. Đấy, các bác lưu cho em cái vấn đề đổ nhiên liệu nhá. Đây là xe xăng thì là đổ xe xăng xe dầu cũng có một cái bình phụ bên cạnh này, bình bên cạnh này. Đây là bình chứa xăng hoặc dầu này. Bên kia là bình thử lực này. Đấy. Các bác nhìn chữ nhiên liệu này chưa? Đấy. Bên kia là bình dầu thử lực. Đây là cái nhất máy đổ vào đây. Đấy. Các bác không biết thì các bác có thể hỏi ở bên bán hoặc là hỏi các bác thợ thì họ sẽ chỉ cho các bác. Máy xăng cũng không có gì khó, nó chỉ có mấy cái buji và cái bộ chế này vệ sinh sạch sẽ là các bác dùng yên tâm. Không bao giờ phải động chạm gì luôn. Cũng bảo dưỡng ngon lành. Xe thì cũng giống người, cũng giống như người thôi. Kiểu gì thì cũng có bệnh, nhưng mà các bác cứ bảo dưỡng thường xuyên. Người thì các bác cứ ăn uống lành mạnh rồi là hạn chế rượu bia. Đấy. Thăm khám bác sĩ thường xuyên. Đấy. Khám tổng quan thường xuyên thì là rất yên tâm luôn. Có bệnh gì thì chữa luôn. Đấy. Nó không ảnh hưởng về sau. Đấy. Xe thì có giá tiền chục thôi, sẵn bãi em rồi. Các bác nhu cầu thì xin mời alo cho em. Số điện thoại 0379875765. Em để bên dưới góc màn hình nhá. Địa chỉ kho bãi ở Phú Tam Má, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Quảng Ninh. Đấy. Em thì vận chuyển xe toàn quốc. Các bác trên mọi miền tổ quốc có nhu cầu thì xin mời alo cho em. Đấy. Em thì là bán từ Cà Mau lên đến Hà Giang. Đấy. Rất nhiều tỉnh thành đã mua của em ở trong miền Nam hoặc là các tỉnh phía Bắc. Đấy. Bãi xe này gần 100 xe sẵn bãi. Các bác có nhu cầu thì cứ alo thôi. Từ 1,5 4 tấn các dòng vật liệu xây dựng hoặc là dòng xe xăng, xe dầu, xe ga rất là nhiều luôn. Đấy. Có cái bác làm vật liệu xây dựng bên này được em mới làm xe lưng 4-5 năm rồi, mua con Komatsu FD28-7 lốp kép gật gù. Đấy. Ngày nào cũng cày 10 tiếng. Đấy. Không thiếu ngày nào. Đấy. Rất là bền luôn, cứ dầu mỡ thường xuyên là rất là bền. Máy ngon, hàng nhập nhật chất lượng cao này, các bác yên tâm, rất là đảm bảo. Em xin trân trọng cảm ơn các bạn đã tham gia video. Nếu bạn thấy video hay thì cho xin một like, đăng ký kênh, bấm chuông để nhận những thông báo mới cho các em ạ. Xin chào lại các bác ạ.